Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày mùng 1 tháng 12 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ 4 giống lúa ở vụ xuân 2020 nhằm thay thế giống Bắc Thơm số 7. Nhiều hộ làm mộc ở Hòa Phong tích cực đưa hàng đi triển lãm và bán qua mạng xã hội. Bất cập nạo vét sau khi bàn giao hệ thống thủy lợi. Ngành y tế thu gọn tinh giản 30 đầu mối đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thay đổi nhận thức, điều quan trọng trong việc đẩy lùi HIV/AIDS. Từ ly trà sữa đến thông điệp bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý hỗ trợ 4 giống lúa ở vụ xuân 2020. Theo đó, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020, toàn tỉnh gieo cấy diện tích 29.770 ha, năng suất trên 66-67 tạ một ha, trong đó lúa xuân muộn chiếm 100%. Phấn đấu gieo cấy lúa chất lượng cao đạt từ 68% diện tích trở lên. Sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng sản xuất tập trung quy mô lớn, diện tích khoảng 500 ha. Vụ xuân 2020 do tiết lập xuân sau Tết Nguyên đán, vì vậy chỉ đạo tập trung gieo cấy sau Tết là chính. Tùy từng địa phương mà bố trí linh hoạt diện tích gieo cấy cho phù hợp. Thời vụ gieo cấy phải đảm bảo lúa phân hóa đồng và chỗ gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Cơ bản hoàn thành gieo cấy xong trong tháng 2 nhưng không quá ngày 5 tháng 3 năm 2020. Mỗi địa phương lựa chọn từ 3 đến 4 giống chủ lực để chỉ đạo gieo cấy, mở rộng tối đa diện tích gieo thẳng và cấy bằng mạ non trên nền đất cứng, tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy để đẩy nhanh tiến độ cấy. Tập trung vào các giống có triển vọng và một số giống sản xuất theo mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, tổ chức gieo cấy gọn vùng và tuân thủ quy trình kỹ thuật canh tác của từng giống, không gieo cấy giống lúa Bắc Thơm số 7. Tỉnh hỗ trợ kinh phí 4 giống lúa là Nếp Thơm Hưng Yên, Đài Thơm 8, Hà Phát 3, TBR279. Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ số, đòi hỏi nhiều nông dân phải có hướng đi mới trong tư duy để phát triển kinh tế. Trong đó, nhiều hộ làm mộc ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đã tích cực đưa các mặt hàng đi triển lãm và bán qua mạng xã hội để tiêu thụ. Xã Hòa Phong hiện có trên 700 hộ làm nghề, nhiều nhất tại hai thôn là Phúc Miếu và thôn Vân Dương. Nghề mộc từ lâu được xem là nghề chủ lực ở địa phương. Trong đó, nhiều hộ đã tự chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm của mình thông qua các buổi triển lãm và áp dụng mạng xã hội để bán hàng. Anh Nguyễn Đình Thao ở thôn Vân Dương, ngoài việc đưa sản phẩm đi triển lãm hay các hội chợ trong và ngoài tỉnh, anh Thao cũng tận dụng mạng xã hội thông qua các buổi livestream trực tiếp trên Facebook, Zalo để bán hàng. Chỉ cần một chiếc điện thoại hay laptop, cứ 3 lần một tuần, anh cùng vợ của mình lại dành thời gian để đăng sản phẩm lên mạng. Các sản phẩm của anh từ đó sẽ được người tiêu dùng đánh giá luôn về chất lượng, tính thẩm mỹ và có thể đặt hàng ngay trên mạng mà không cần đến tận nơi để mua. Trung bình một tháng anh có thể bán trên 20 sản phẩm với thu nhập trên 200 triệu đồng từ sử dụng mạng xã hội đem lại thu nhập cao cho gia đình. Trước đây mấy năm ấy thì chúng tôi tìm bằng cách phổ thông thì thực sự nó rất là vất vả. Chúng tôi phải đi đến từng tỉnh, từng địa phương, từng các cửa hàng để chào rồi giới thiệu về sản phẩm của mình. Từ mấy năm về đây thì chúng tôi là dùng cái công nghệ 4.0 bằng những cái chiếc điện thoại smartphone. Đấy, bây giờ thì ai cũng dùng smartphone, từ khách hàng đến tất cả. Gần đây thì tôi cũng làm những cái chương trình live stream trực tiếp thì cái độ tương tác nó cao hơn, khách hàng nó tiếp cận mình nhiều hơn và trực tiếp chốt đơn hàng trên những cái buổi live stream tạm thời là tương đối là rất là tốt. Không chỉ có gia đình anh Thao, hiện nay trên địa bàn xã đã nhiều gia đình cũng triển khai bán hàng qua mạng như gia đình anh Phạm Thành Lợi, Phạm Văn Thiết cùng ở thôn Vân Dương. Đây là một hình thức bán hàng giảm tiện được thời gian và công sức. Để chủ động tiêu thụ sản phẩm mộc của địa phương, các hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh hồ mộc trong toàn xã đã chủ động tham gia hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm, đồng thời thông qua trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và chủ động tiêu thụ các cái sản phẩm mộc đã sản xuất ra trên địa bàn để nâng cao đời sống thu nhập cho nghề mộc của địa phương. Có thể nói, việc đưa các sản phẩm của mình đến các triển lãm hay qua mạng xã hội hiện đang được đông đảo người dân sử dụng. Đây là cơ hội để các đơn vị cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ xã Hòa Phong được giới thiệu quảng bá rộng rãi, đồng thời
nông dân chủ động hơn với thị hiếu của người tiêu dùng cũng như giá cả của thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển nghề mộc tại địa phương. Những ngày qua, trên địa bàn thôn Ninh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, đã diễn ra tình trạng người dân lấy trộm đất mặt ruộng sau cây ải. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, nhóm phóng viên Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về cơ sở thôn để xác minh thông tin. Theo chúng tôi ghi nhận, giữa ban ngày, xe công nông vẫn ngang nhiên xuống đồng lấy đất mặt ruộng trở đi. Nhiều khu vực lớp đất màu đã bị đào sâu để thuận tiện cho việc lấy đất, hộ dân còn thuê cả máy xúc. Khi phát hiện có phóng viên quay hình, việc lấy đất trộm mới được dừng lại. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, việc khai thác đất ruộng sẽ tác động xấu đến sản xuất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng chất dinh dưỡng trong đất, thay đổi địa hình địa chất. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, cần được chính quyền sở tại có biện pháp xử lý dứt điểm. Làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, lãnh đạo địa phương thẳng thắn thừa nhận có tình trạng người dân lấy trộm đất, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp kiên quyết không để tình trạng trên tái diễn. Chuyện lấy đất cày ải về để đổ gốc cây ở vườn nhà là có. Sau khi phát hiện được đã phân công cán bộ chuyên môn, đặc biệt là công chức địa chính, hàng ngày phải đi kiểm tra, phát hiện kịp thời và chúng tôi đã xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1068 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã trên địa bàn huyện Văn Giang đã thực hiện bàn giao hệ thống thủy lợi cho công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý. Tuy nhiên, trong điều hành khai thác đã nảy sinh một số bất cập, phản ánh tại hai xã Tân Tiến và Xuân Quan. Hàng chục km kênh mương của xã Tân Tiến đều đã được bàn giao về cho công ty khai thác công trình thủy lợi từ năm 2018. Theo đó, toàn bộ việc khai thác hệ thống tưới tiêu từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng sẽ thuộc về đơn vị này. Tuy nhiên thực tế, do địa bàn rộng nên công ty không thể sâu sát đến từng thửa ruộng mà chủ yếu tập trung vào một số kênh dẫn lớn. Minh chứng là hệ thống kênh nội đồng không được nạo vét, một số kênh mương tưới bê tông hóa cũng bỏ không, không phát huy tác dụng trong việc tưới tiêu. Đặc biệt là một số kênh tiêu lớn không hề được nạo vét khơi thông dù đã được người dân nhiều lần kiến nghị. Trong những năm qua thì cái vấn đề hệ thống tiêu thoát nước, đặc biệt là cái ách tắc dòng chảy là còn xảy ra, là đề nghị là công ty công trình khai thác nước có kế hoạch nạo vét để đảm bảo cái vấn đề để tiêu thoát nước cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quan cho biết, hiện 100% diện tích canh tác của xã cũng đã được các hộ tự khoan giếng tưới, còn lại hệ thống tiêu thì dường như không được quan tâm, dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ cũng thường xuyên xảy ra mỗi khi có mưa. Như đợt vừa rồi thì đã có hiện tượng là ngập úng cục bộ, cho nên nếu như mà cái tình trạng đấy mà kéo dài thì cây của bà con là sẽ bị chết úng. Đề nghị với cả công ty khai thác công trình thủy lông là tăng cường cái công tác lạo vét các kênh tiêu để đảm bảo cho việc tiêu úng. Như vậy, sau khi bàn giao hệ thống thủy lợi, các địa phương sẽ thiếu đi sự chủ động trong điều hành. Trong khi đó, việc điều tiết tưới tiêu hàng ngày cho diện tích đất nông nghiệp các xã vẫn phải đương đầu, nhất là những thời điểm mưa úng. Trong khi đó, phần kinh phí cấp bù của tỉnh cho các xã thì không còn. Được biết, năm 2019, Văn Giang đề nghị tỉnh hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng để tiến hành nạo vét 41.000 mét khối, trong đó 35.000 mét khối là các kênh dẫn kênh tiêu. Thế nhưng tình trạng ách tắc úng ngập cục bộ vẫn cứ xảy ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, được tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Kim Động tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18. Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35, kế hoạch số 185 và các văn bản liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, chọn Đảng bộ xã chính nghĩa, tổ chức đại hội điểm cấp xã, chọn Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức đại hội trước các chi đảng bộ, khối cơ quan. Ban tổ chức huyện ủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban kiểm tra và một số ngành liên quan tiến hành thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ trong nguồn nhân sự cấp ủy, cấp cơ sở, cấp huyện, thành lập 5 tổ khảo sát nhân sự và 3 tổ giúp việc.
100% các chi đảng bộ đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự. Ban tuyên giáo huyện phối hợp với các cơ quan đang thẩm định sơ bộ báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các tài liệu liên quan đến đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 12 trên 17 xã thị trấn đã bầu xong trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, ngành y tế Hưng Yên đã thu gọn giảm 30 đầu mối đơn vị. Ngành y tế tỉnh đã tiến hành sắp nhập 10 trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình vào các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã, thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trên cơ sở sắp nhập trung tâm y tế dự phòng, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe. Các chi cục giảm 3 phòng, các địa phương giải thể 7 trạm y tế, đồng thời ngành y tế tiếp nhận hơn 500 cán bộ y tế học đường và ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Hiện Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi đã tự chủ tài chính, các bệnh viện tuyến huyện đã tự chủ được một phần tài chính. Nhìn chung, sau khi sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, tinh giản biên chế, hoạt động của các đơn vị trong ngành y tế được cải thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm nay là cùng hành động để kết thúc dịch AIDS. Để làm được điều đó thì việc thay đổi những nhận thức sai lầm của cộng đồng về bệnh và người có H gọi tắt của HIV/AIDS là vô cùng quan trọng. Phóng sự thực hiện nhân ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS mùng 1 tháng 12. Hơn 20 năm chung sống với HIV, đã có lúc anh Tê ở huyện Ân Thi tưởng mình không vượt qua nổi vì sự kỳ thị của những người xung quanh. Nhưng rồi kiên trì điều trị bằng thuốc ARV, được các bác sĩ tư vấn về bệnh mà nhiều năm nay anh Tê đã có cuộc sống bình thường như bao người khác. Dân mọi nơi đấy đều dị nghị về cái bệnh này nhiều lắm, cũng tiêu cực lắm, nhưng mà cũng cố sống đến lúc có cái ARV này thì nó khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ thì cảm tưởng coi như người bình thường. Hưng Yên hiện có gần 900 người có H, trong đó có hơn 500 người có H đang điều trị ARV, mang lại cuộc sống khá ổn định. Nhưng trong cộng đồng vẫn còn nhiều nhận thức sai lầm về bệnh như lây qua đường ăn uống, mẹ nhiễm H thì chắc chắn con sinh ra có H. Điều này gây ra sự kỳ thị, phân biệt đối xử với những người có H. Chính vì vậy rất cần truyền thông mạnh mẽ để thay đổi nhận thức. Nhiều hình thức truyền thông khác nhau xuống từng địa phương, cụm dân cư, về các trường học để mọi người hiểu hơn về bệnh. Chúng tôi phải thực hiện các giải pháp tuyên truyền nhằm thay đổi cái nhận thức của cộng đồng và những người nhiễm H. Đấy, với những người có H mà tiếp cận với ARV và tuân thủ điều trị theo phác đồ càng sớm càng tốt thì khả năng lây nhiễm ra cộng đồng rất là ít và họ vẫn có thể sinh sống và sinh hoạt như những người bình thường. Theo nghiên cứu của khoa học bây giờ thì với những người nhiễm H thì dưới 200 bản sao copy trên 1 ml máu ấy, hoặc là dưới ngưỡng phát hiện thì không còn khả năng lây qua đường tình dục. Người mà người ta điều trị đến 20 năm nay rồi, người ta vẫn sống và khỏe mạnh bình thường. Trước đây nói HIV tôi rất sợ, mà nhìn những người mà bệnh HIV là mình thấy là xa lánh người ta, là cái kiểu như là mình cảm thấy là nói chuyện bằng lời thì nó truyền sang, nhưng qua những lớp tập huấn tôi cảm thấy là không coi thường được những người nhiễm HIV, ta phải gần gũi người ta và để thuyết phục người ta nắm bắt được và người ta uống thuốc phòng để trừ các loại bệnh. Tại tỉnh ta, các bệnh nhân có H được hỗ trợ tối đa để điều trị ARV. Thuốc ARV được thanh toán qua bảo hiểm y tế. Bệnh nhân nào chưa có bảo hiểm y tế cũng được hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế, giảm bớt gánh nặng kinh phí, yên tâm điều trị ARV suốt đời. Vì vậy, điều quan trọng nhất là cộng đồng thay đổi nhận thức để người có H tự vượt qua rào cản, tiếp cận với các phương pháp điều trị. Có như vậy sẽ góp phần thực hiện thông điệp ca bằng ca, nghĩa là không phát hiện, không lây truyền. Trước thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến rác thải nhựa đã đến mức báo động, thì hiện nay đang có tín hiệu đáng mừng là có nhiều ý tưởng và việc làm thiết thực về bảo vệ môi trường, nhằm lan tỏa thông điệp nói không với rác thải nhựa. Phóng sự được thực hiện tại huyện Kim Động. Tại quán trà sữa Sky Tea Kim Động, chúng tôi ghi nhận được những hình ảnh của khách hàng tới quán, được nhân viên phục vụ sử dụng đồ uống đựng trong ly thủy tinh hoặc cốc giấy, ống hút giấy thân thiện với môi trường. Không chỉ khách tới quán, mà những khách hàng có nhu cầu mua đồ uống về nhà. Thay vì dùng ly nhựa và ống hút nhựa như trước đây, nhiều khách hàng đã mang theo bình thủy tinh hay bình inox để đựng đồ uống mang về.
Hình thức này đang được rất nhiều người hưởng ứng bởi tính tiện lợi, hợp vệ sinh, đồng thời giúp giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường. Gia đình em có con nhỏ, thế nên là mỗi lần đi mua trà sữa cho con uống ấy, thì em thường là mang bình giữ nhiệt ở gia đình đi để mua, thì nó sẽ không dùng đến cốc nhựa của quán, thì nó sẽ không gây kiểu nhiều hóa chất ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của con em và nó không gây ô nhiễm môi trường nữa. Trà sữa là đồ uống nhanh, nên với nhiều hàng quán và khách hàng thì việc lựa chọn sử dụng cốc nhựa và ly nhựa là khá tiện lợi và phổ biến. Tuy nhiên, hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa của quán trà sữa Skyty Kim Động, nhiều khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ khi đến quán, đang dần thay đổi thói quen sử dụng đồ dùng thân thiện với môi trường thay cho đồ nhựa dùng một lần. Em thấy sử dụng ống hút giấy và cốc thủy tinh nó an toàn và thân thiện với môi trường hơn. Trong quá trình triển khai thì cũng gặp một số khó khăn như là giá thành của ống hút giấy cao hơn ống nhựa và thói quen của khách hàng chưa thay đổi. Tuy nhiên nhận thức được lợi ích của việc hạn chế rác thải nhựa thì khách hàng đã dần dần ủng hộ cửa hàng. Chỉ mất vài phút chúng ta thải rác thải nhựa ra môi trường, nhưng phải mất tới hàng chục, thậm chí hàng trăm năm để tiêu hủy số rác thải nhựa đó. Với việc quán trà sữa hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa và được đông đảo các bạn trẻ ủng hộ, đã góp phần lan tỏa lối sống xanh. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động thiết thực góp phần chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Cầu lông là môn thể thao được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Kim Động yêu thích tập luyện hàng ngày. Nhiều đơn vị đã đạt được thành tích cao tại các giải của huyện, của tỉnh. Ngày 2 buổi sáng chiều, nhà thi đấu thể thao đa năng của huyện Phù Cừ thu hút khoảng 40 em là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đến chơi bộ môn cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Em thấy thì cái môn cầu lông này nó rèn luyện rất tốt về sức khỏe, độ dẻo dai và linh hoạt, sự khéo léo nữa. Em rất thích cái môn này. Huyện đang chuẩn bị tổ chức giải này nè, em đang tập luyện để tham gia. Không chỉ có trẻ nhỏ, nhiều người cao tuổi ở các địa phương cũng hào hứng rèn luyện sức khỏe với bộ môn cầu lông. Nổi bật là người cao tuổi ở xã Tống Chân. Thành lập từ năm 2000 là câu lạc bộ cầu lông người cao tuổi đầu tiên của huyện Phù Cừ, từng giành nhiều thành tích tại các giải do huyện và tỉnh tổ chức. Hội viên cao tuổi nhất hiện nay đã ở tuổi 80 nhưng vẫn rất say mê luyện tập mỗi ngày. Cái hội thao nào của tỉnh Hưng Yên tổ chức thì chúng tôi được tham gia. Và mỗi lần tham gia như vậy đều đạt huy chương. Kết quả đến bây giờ là được 5 bộ huy chương vàng. Và trong đó cá nhân tôi được 1, 3 bạc và 2 đồng. Ngoài hai nhóm tuổi trên, môn cầu lông cũng được nhiều cán bộ viên chức đam mê rèn luyện mỗi ngày sau giờ làm việc, giúp giải tỏa căng thẳng và tăng hiệu quả công việc. Thường xuyên để chúng tôi tổ chức sinh hoạt, giao lưu với lại cả các cái địa phương và cũng có thông qua cái việc giao lưu thể thao thì tôi tăng cường các cái mối quan hệ đoàn kết. Trong những năm qua, các vận động viên thì tham gia các giải đấu của tỉnh thì đều đạt thành tích cao. Cụ thể như từ năm 2015 đến 2017 thì đã đạt 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Năm 2018 thì đạt 1 huy chương bạc đơn nam nhóm tuổi 2 và 2 huy chương đồng đôi nam nhóm tuổi 1. Năm 2019 thì đạt 2 huy chương bạc đôi nam nhóm tuổi 1. Hiện nay về cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập trên địa bàn huyện cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người dân. Toàn huyện có hàng chục sân trong nhà và ngoài trời. Riêng thị trấn Trần Cao đã có 7 sân tập trong nhà, bao gồm 3 sân trong nhà thi đấu thể thao đa năng cùng một số sân của các cơ quan trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.